Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành hải quan cũng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, thì để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo thông quan nhanh hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp. Địa phương khác trên cả nước, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư ở Việt Nam, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện hàng ngàn ca bệnh dương tính với COVID-19. Ngoài ổ dịch cộng đồng thì dịch đã lan vào khu công nghiệp. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cục Hải quan Bắc Ninh đã chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó bám sát diễn biến dịch bệnh trên địa bàn để triển khai các phương án phòng chống dịch phù hợp, không để ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. Chi cục đã kịp thời báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập địa điểm cách ly tập trung ngay tại trụ sở đơn vị. Việc này nhằm cái mục đích là để cán bộ công chức của chi cục vừa cách ly tập trung theo đúng quy định, đồng thời vừa thực hiện các cái thủ tục hải quan thông qua hệ thống công nghệ thông tin, không để các cái hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như xuất khẩu của các doanh nghiệp phải bị gián đoạn. Bên cạnh đó thì chi cục cũng đã báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh và triển khai công tác chuyên môn trong điều kiện cách ly để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo Tổng cục Hải quan, chỉ đạo các cục hải quan địa phương nơi có các cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không để hỗ trợ và phối hợp với chi cục hải quan Bắc Giang trong việc kiểm hóa hộ đối với các cái lô hàng của doanh nghiệp mà thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hóa. Thực tế là tôi thấy rất hiệu quả vì là mọi người cũng bớt được đi lại. Thứ hai là công việc mọi người nó thuận lợi hơn, xử lý được nhanh hơn và mọi người cũng giảm tải được rất là nhiều những cái công việc khác. Khi mà mọi người chủ động được làm được cái việc đó mà không cần phải hải quan phải duyệt nữa thì mọi công việc khác mọi người sẽ sắp xếp một cách là hợp lý hơn, nhanh hơn. Trong bối cảnh dịch bệnh như thế này thì ngoài cái việc khai báo bằng điện tử thì hải quan họ còn sắp xếp cái nhân lực bên ngoài để hỗ trợ các doanh nghiệp, ví dụ đặc biệt là những lô hàng kiểm hóa là phải kiểm hóa trực tiếp tại hải quan. Thì tại nơi đó thì họ đều sắp xếp nhân lực một cách rất là hiệu quả, làm sao để vừa tiết kiệm nhân lực và vừa đảm bảo được hàng hóa cho doanh nghiệp để có thể khai thác và lấy hàng một cách nhanh nhất. Trong tháng 9 năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 2% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,1%. Với kết quả ước tính trên thì trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 483,2 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 24,4% so với cùng kỳ năm 2020. Để hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh thông suốt, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục vụ trực thuộc đảm bảo triển khai nhiệm vụ quản lý hải quan làm việc từ xa, kịp thời tiếp nhận xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo thông quan hàng hóa 24/7. Bên cạnh đó cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn gian lận thuế từ việc khai báo hàng hóa trị giá thấp. Tổng cục Hải quan cũng đã cảnh báo cho các cơ quan hải quan ở dưới các cái phương thức thủ đoạn để khi mà thực hiện cái việc làm thủ tục xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa thì tập trung vào kiểm tra, kiểm soát, giám soát các cái đối tượng có nghi vấn, nhưng đồng thời vẫn tạo điều kiện cho những cái hàng hóa, cái doanh nghiệp mà tuân thủ có cái tính chấp hành cao. Và cụ thể là nhờ thực hiện cái giải pháp này mà trong 6 tháng đầu năm thì cơ quan hải quan cũng đã làm thủ tục thông quan cho cái lượng hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tương đương với khoảng 314 tỷ đô và tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cục Hải quan cũng cho biết thực hiện thủ tục hải quan tiếp tục được tăng cường trên tất cả các khâu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý giám sát trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại, kịp thời giải quyết các vướng mắc của hải quan địa phương, đặc biệt các vướng mắc liên quan đến xuất xứ hàng hóa.